Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và chào mừng các bạn trở lại với cái series thử thách Mobile Legends Bang Bang nha. Keep it up until you're as brilliant as me. Trận này mình có support cũng khá là ngon á. Tại vì hiện tại là mình đang rank cao thủ rồi, cho nên đó là cái việc mà cần support phải rất là mạnh. Đây đây. Wow. Cái này cái game nó là ngon. Mình lo được. Bỏ đi bạn ơi, Ok, lên được cái giày rồi các bạn à. Có cái giày này các bạn sẽ tham nhanh hơn. Support này không phải đi chơi đó. Nhưng mà đi về cho bạn ơi. Ủa Layla đâu ta? Layla đem nó đi mít à? Mình không hiểu nữa. Nấp bộ mấy bạn ơi. Những cái tình huống như thế này là các bạn canh nấp trong bộ như này là sẽ lấy được rất là nhiều lợi thế cho mình luôn á. Wow, thấy không các bạn tin mình không? Quên cái này có lợi thế này. Má, mình quýnh con Layla thì kinh quá các bạn ơi. Quá là ổn áp luôn. Theralura bào mấy tác trụ này tranh thủ các bạn ơi. Có vẻ như cặp bọn bên kia không chịu nổi nhiều rồi đó mấy bạn. Mình sẽ tiến hành vũ trụ cắt nhanh nhất. Có vẻ như Mày ngáo. Lâu lâu mình có mấy cái trường hợp mà đang bắn hướng mà tự nhiên quay qua đánh lính rồi. Như vậy thì nó hơi vui nha. Mình đi đường vòng đó nhưng mà thôi chắc không được đâu. Hơi khó. Có vẻ như nó không quá trâu các bạn ạ. Không trâu lắm. Mình sẽ vô mình cướp con bùa này. Ý sao mày lại dùng chữ nữa kia.
Sẽ hồi máu bằng cái này đó. Không biết chủ à, không biết chủ tôi nha. Ok thì chắc sẽ gặp lại các bạn clip lần sau nha.